Đoạn kinh văn này đặc biệt chỉ ra những việc mà con người phải suy nghĩ là quá nhiều. Thủy hỏa chỉ cho thủy hỏa tai, thủy tai hỏa tai. Đạo tặc chỉ cho tai họa cưỡng đoạt và trộm cướp. Oan gia chỉ cho những người kết oán với ta. Vậy là oan thân trái chủ, trái chủ chỉ cho ta mắc nợ người chưa trả. Tất cả những thứ đó đều có thể gây ra tai họa khôn lường, như lửa có thể thiêu đốt, nước có thể nhấn chìm, trộm có thể cưỡng đoạt, cướp có thể trộm cắp. Oan gia báo thù, trái chủ nợ nần, thậm chí chỉ trong phút chốc, tức là quý vị sẽ mất hết, chỉ trong chớp mắt, không còn thuộc về quý vị nữa. Của cả ngày xưa không còn gì cả. Đây chính là phần nhiều kiếp đoạt, tiêu tán ma diệt. Những việc này đều có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Những tai họa ngoài ý muốn. Hội sơ nói phấn là thiêu đốt, binh hỏa chiến tranh đốt cháy. Những tai nạn này, phiếu là trôi nổi, bão táp lục lội. Những tai nạn này, cướp đoạt, nạn đạo tặc, bán gia phá hoại, trái chủ đòi nợ. Bán gia này đều có nhân quả, nhân duyên quả báo. Trong kinh Đức Phật dạy chúng ta, người cùng một nhà, cha mẹ và con cái có duyên, bốn loại duyên. Không có duyên sẽ không vào nhà quý vị. Bốn loại duyên gì? Báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Việc này cứ tiếp diễn kiếp này qua kiếp khác, không bao giờ dứt. Lần đầu tiên tôi đến Hồng Kông giảng kinh là năm 1977, sống ở Hồng Kông 4 tháng. 2 tháng đầu ở Thư viện Phật giáo Trung Hoa Đường giới hạn, 2 tháng sau ở giảng đường Quang Minh đường Lan Đường, Hồng Kông. Giảng đường Quang Minh là của sư Thọ Trị, lúc đó sư đã di cư qua Mỹ sống rồi. Sau này tôi cũng gặp sư ở New York, Mỹ, người phương Bắc. Giảng đường ở Hồng Kông là sản nghiệp của sư. Phía trước Phật đường của sư có treo bức đối liễn, tôi rất ấn tượng. Câu đối trên là: vợ chồng là duyên, có thiện duyên, có ác duyên, oan oan tương báo. Câu đối dưới viết: con cái là nợ, có trả nợ, có đòi nợ, không nợ không đến. Câu này tôi nhớ rất rõ, treo liền ở đó. Tôi đã sống ở đó 2 tháng. Năm đó giảng kinh Lăng Nghiêm, đúng là như vậy. Nếu đến để báo ân thì đứa trẻ đó rất ngoan hiền, hiền lành hiếu thảo, nó rất nghe lời, rất dễ nuôi. Nếu đến để báo oán, nó đến gây phiền phức, đến để báo thù, sau khi trưởng thành cũng phá sản, sẽ khiến quý vị tan gia bại sản, gia đình ly tán. Thì đến đòi nợ thì sao? Nếu nợ ít, khoảng mấy tuổi nó sẽ chết. Nó đòi xong rồi,
quý vị đã tốn rất nhiều tiền, mất rất nhiều công sức, đó là nợ ích. Nếu nhiều thì sao? Chúng ta cũng nhìn thấy nhiều là tốt nghiệp đại học, cầm được học vị tiến sĩ thì chết. Quý vị coi tốn bao nhiêu tiền đòi nợ đó. Trả nợ thì sao? Cũng nhìn thấy được nợ quý vị nhiều. Chăm sóc đời sống vật chất của quý vị rất chu đáo, không có lòng hiếu thảo, không có lòng tôn kính. Đó, quý vị xem trả nợ đó. Nếu nợ ít thôi thì sẽ rất khắc khe đối với quý vị. Nói cách khác, xem cha mẹ như người hầu trong nhà. Mỗi tháng cho quý vị đủ chi tiêu cuộc sống thôi, không cho quý vị nhiều hơn. Chúng ta đều nhìn thấy. Kinh Phật không hề nói sai. Phật Pháp thù thắng. Sau khi học Phật, quý vị có thể thay đổi, đổi tất cả những duyên này của quý vị thành Pháp duyên. Mọi người đều học Phật, đều là đệ tử Phật, cùng nhau tu hành, những oán thân này đều được hóa giải. Vì vậy Phật Pháp âm thầm lặng lẽ giải quyết rất nhiều vấn đề xã hội. Những hoàng đế đại thần ngày xưa thích điều này, thay họ giải quyết vấn đề. Tại sao? Học Phật hiểu rõ rồi, biết rõ là đến để báo oán, báo oán là đến đòi nợ. Đã hiểu rõ đạo lý này rồi, bỏ qua không nhắc nữa, nó sẽ được hóa giải. Báo ân, ân càng thêm sâu. Trả tiền phải trả nhiều một chút, trong lòng họ mới dễ chịu. Người đời tâm kiên ý cố. Kiên ở đây là keo kiệt, không nở. Thậm chí ngoan cố, tiền tài có mất, trong tâm càng thêm căm hận, ưu phiền lo nghĩ, không lúc nào thảnh thơi. Nên nói vô năng tung xả. Tung xả nghĩa là buông bỏ. Thật sự chịu buông bỏ thì sẽ được tự tại. Học Phật hiểu rõ đạo lý này nhưng vẫn không buông bỏ được. Có rất nhiều người đến kể khổ với tôi, phải làm thế nào? Tôi nói có cách. Quý vị nghe kinh nhiều vào. Một năm không buông bỏ được, nghe thêm năm nữa. Hai năm không buông bỏ được, nghe thêm hai năm. Nghe cho đến 8 năm, 10 năm, tự nhiên sẽ buông bỏ được. Có một số người nghe đến 20 năm, 30 năm, bản thân cũng đã gần 6, 70 tuổi, giác ngộ rồi, buông bỏ được rồi, vẫn còn kịp. Chỉ cần quý vị buông bỏ thân tâm vui vẻ. Nhất định phải hiểu được rằng, số tôi không chết vì đói, không có đồng nào tôi cũng không chết đói. Đến lúc đó tự nhiên sẽ được ăn no. Tôi không phải số chết rét. Ngày đông gió tuyết tôi cũng có thể vượt qua. Tin vào vận mệnh. Cổ nhân có lòng tin kiên định với những điều này. Họ tin tưởng bản thân. Có người bây giờ không có lòng tin. Đối với người khác luôn hoài nghi. Bản thân đã có tiền tài, suốt ngày phải sốt ruột lo lắng, sợ mất đi. Hà tất phải thế? Tại sao không đem số tiền đó đi bố thí? Quý vị bố thí cho một làng, người cả làng cảm ơn quý vị. Quý vị bố thí một thành phố, một thành phố biết ơn quý vị. Công đức to lớn như thế. Nhiều người đến chăm sóc quý vị như thế, còn gì để buồn? Tôi hàng ngày mỗi lần lên bục giảng kinh, xuống bục, tôi đều chắp tay quỳ bái với thầy của mình.
ân đức to lớn này. Nếu tôi không gặp được họ, tôi làm sao có ngày hôm nay? Điều này là không thể. Làm sao có thể sống hưởng thụ cuộc đời cao nhất như Phương Tiên Sinh đã nói? Hưởng thụ cao nhất là cái gì? Đâu đâu cũng có người chăm sóc, bản thân không phải lo lắng gì cả, trên người không có một xu, nhưng đều chăm sóc chu đáo cho quý vị. Đây là phước báo. Nhân là cái gì? Tôi có tiền bố thí khắp nơi, tặng khắp nơi. Lần đầu tiên tôi đến Nhật Bản, trên thực tế đó là lần thứ hai. Lần đầu tiên từ rất lâu, tôi đi cùng với Đạo An Pháp Sư đi du lịch Nhật Bản. Lần đó đã đi hơn 20 ngày, từ Tokyo về phía Nam đều đi chơi hết. Lần đó đúng là chỉ đi du lịch thăm thú, là một đoàn tôn giáo Đài Loan, Đạo An Pháp Sư là trưởng đoàn. Tôi tự đi, lần đầu tiên đi. Lúc đó cúng dường cũng đã nhiều rồi, tôi in Đại Tạng Kinh. Trước khi tôi đi, tôi đã gửi 30 bộ Đại Tạng Kinh tặng cho các chùa Tịnh Độ Tông, kết duyên trước. Thì đương nhiên những đồ dùng nhỏ nhặt khác rất nhiều. Vì vậy tôi vừa đến Nhật Bản, tối hôm đó Tịnh Độ Tông kết hợp với nhau tổ chức một bữa tiệc chào đón tôi. Hình như có 5 bàn tiệc, bàn tròn, khoảng 40-50 người thì phải, bàn tròn, hoan hỷ. Sau khi tan tiệc, có người bạn Nhật Bản bảo với tôi: Tịnh Không Pháp Sư, buổi tiệc ngày hôm nay có thể viết vào lịch sử Phật giáo Nhật Bản. Tôi lấy làm lạ. Tôi nói: việc này nghĩa là sao? Ông ấy nói: những bậc trưởng lão này bình thường đều không lai giảng, hôm nay ngài tới đây họ đều tới đón tiếp ngài, dịp gặp gỡ hiếm có. Tôi mới hiểu ra vì sao họ đến. Tôi đã tặng họ Đại Tạng Kinh. Nếu tôi không tặng họ Đại Tạng Kinh, sao họ có thể tới chứ? Tôi đã hiểu rõ rồi, tôi ghi nhớ trong lòng. Chuyến đi lần đó, chúng tôi ở Nhật Bản cũng du lịch tham quan 10 ngày. Lúc tôi phải trở về, tôi mời lại họ. Khi mời lại họ, tôi nói, chúng ta là Tịnh Độ Tông. Tịnh Độ Tông là anh em thân thiết. Chúng ta chắc chắn phải chung sống hòa thuận, yêu thương kính trọng lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau, hợp tác với nhau. Tôi nói, ví dụ cha mẹ sinh ra rất nhiều đứa con, nếu con cái không hòa thuận nhau, mỗi đứa đều đối lập nhau, các vị nói xem cha mẹ buồn thế nào, đau khổ thế nào, đó là đại bất hiếu. Nhất định phải hòa thuận, phải hợp tác với nhau, phải đoàn kết. Tôi đã khuyên họ: thì tông phái khác nhau thì sao? Là anh em họ của chúng ta, cũng phải chăm sóc. Những tông phái khác cũng là Đức Phật Thích Ca truyền lại, cũng phải tương thân tương ái, cũng phải hợp tác với nhau. Đoàn kết tôn giáo là điều mà nhiều năm nay tôi đã làm. Vì vậy ở Nhật Bản tôi cũng đi thăm hỏi những tông phái khác, thậm chí cả những tôn giáo khác như Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Thần Đạo giáo của Nhật Bản. Đó là anh em họ của chúng ta, đều là người một nhà. Đừng đối xử như người ngoài. Vì vậy tôi mời đáp lễ chính là khuyên nhủ mọi người nhất định phải buông bỏ thành kiến. Thành kiến là gì? Đó chính là tính toán thiệt hơn. Mọi người tranh giành tín đồ đều là vì cái này sai rồi. Đều là người một nhà cả, bù đắp cho nhau. Nhà quý vị gặp khó khăn, tôi dư giả thì giúp quý vị, tôi khó khăn thì anh ta giúp. Điều này tốt.
Điều này xây dựng nên tấm gương tốt cho đại chúng trong xã hội. Vì vậy nhân cơ hội này truyền đạt những thông tin này cho mọi người biết. Tôn giáo trên thế giới là một nhà. Tôn giáo có thể hòa thuận đoàn kết, có lợi cho an ninh xã hội, hòa bình thế giới. Đó chính là cống hiến của tôn giáo đối với xã hội. Vì vậy, đừng đề cao mình hạ thấp người khác. Thành kiến môn hộ như vậy là không tốt. Đừng giữ những điều này. Hy vọng buông bỏ thành kiến, đừng phân biệt tông phái. Quý vị xem trong kinh giáo Phật Bồ Tát, những tôn giáo khác như Thượng Đế, Thánh A-la đều lấy nhân từ bác ái để quan tâm tất cả chúng sanh. Không có tôn giáo nào chỉ lo lắng cho tín đồ của họ, không có. Đều nói phải yêu thương chúng sanh. Phải yêu nhân loại. Chúng ta đã đọc rồi, đọc rồi thì phải làm thật. Đọc rồi không làm không được. Vì vậy, đối với tiền tài vật chất, chúng ta có thể buông bỏ. Buông bỏ thế nào? Chính là chăm sóc mọi người. Vào những năm 90, tôi từ năm 1997, sau khi quán trưởng Hàng Giảng Sanh, cuối năm đó tôi đến Singapore. Năm 1999, chúng tôi đã khiến tôn giáo Singapore đoàn kết như người một nhà, thật sự giống như anh chị em ruột thịt, giúp đỡ lẫn nhau. Nói thật ra, tài chính của mỗi tôn giáo đều gặp khó khăn. Phật giáo ổn hơn một chút. Nguyên nhân từ đâu? Phật khuyên chúng ta bố thí, vì vậy quả báo nhiều. Ở Singapore, mỗi một tôn giáo chúng tôi đều quan tâm. Đa số họ xây cô nhi viện, viện dưỡng lão, bệnh viện, trường học. Tôi đều tặng tiền cho họ, đều giúp đỡ họ. Lúc đó những đệ tử vẫn có ý kiến tìm đến tôi: pháp sư, tiền của tín đồ chúng ta cũng không phải dễ dàng kiếm được, đem cúng dường tam bảo, tại sao sư lại cầm đi cho bọn họ? Đến tìm tôi. Tôi hỏi lại anh ta. Tôi nói chúng ta cần viện dưỡng lão không? Cần. Cần chăm sóc trẻ mồ côi không? Cần. Những người ốm đau bệnh tật chúng ta có cần phải cứu tế cho họ không? Cần. Tôi nói người ta đều đang làm. Chúng ta góp thêm cổ phần vào đó, không phải như là chúng ta đang làm rồi sao? Anh ta mới hiểu ra công việc của họ là thực hiện, chúng ta không phải lo lắng. Chúng ta chỉ góp cổ phần vào, chúng ta có một phần ở đó. Anh ta mới hiểu đúng, nên làm thế. Quý vị xem rất hoan hỷ làm. Chúng ta tôn trọng họ, họ tôn trọng chúng ta. Đạo tràng Phật giáo của chúng tôi có bất kỳ hoạt động gì, mời họ đến tham gia. Họ có hoạt động chúng tôi cũng đi. Họ mời chúng tôi cũng đi. Tôn giáo ở Singapore trở thành người một nhà. Lúc đó Tổng thống là Dương Đỉnh Xương. Dương Đỉnh Xương là người Trung Quốc.
Hai vợ chồng họ rất ca ngợi việc làm này của chúng tôi. Có một bữa điểm tâm sáng, ông cho triệu tập chính tôn giáo khi đó ở Singapore, những đại biểu của chính tôn giáo này cùng dùng bữa sáng với Tổng thống. Tổng thống nói với mọi người, Hội Liên hữu Tôn giáo của Singapore chúng ta thành lập đã 50 năm rồi, đều chưa từng đoàn kết với nhau, chỉ là mỗi năm cùng nhau ăn một bữa cơm, ngoài ra không hề qua lại với nhau. Ông ấy nói các vị xem một vị Tịnh Không Pháp Sư từ ngoài đến, khiến các vị náo nhiệt hẳn lên, các vị đều đã thật sự hợp tác với nhau rồi. Các vị phải học tập Tịnh Không Pháp Sư. Điều này là do các trưởng lão sau khi trở về nói với tôi. Chúng ta phải có hành động. Quan trọng nhất là phải buông bỏ tiền tài vật chất, mọi người cùng hưởng. Tất cả tôn giáo chúng ta chăm lo tôn giáo, tín đồ của họ chúng ta cũng chăm sóc. Chúng ta tuyệt đối đừng thay đổi tín ngưỡng của họ. Thay đổi tín ngưỡng không phải là việc làm đạo đức. Vì vậy những tôn giáo ở Nam Dương hiểu rõ chúng tôi. Nhiều năm nay họ cảm động nhất. Tôi chưa từng khuyên một người nào thay đổi để tin vào Phật giáo, không hề. Vì vậy họ rất yên tâm về tôi, biết rằng chúng tôi thật lòng giúp đỡ họ, thật lòng muốn đoàn kết lại, hợp tác với nhau. Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. Nam Mô A Di Đà Phật.